Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Tốt. Trong video ngày hôm nay thì Nhà Tốt sẽ cùng chia sẻ với anh chị một phân khu mới có tên là The Miami. Thưa anh chị, chắc hẳn nếu anh chị đã theo dõi Nhà Tốt cũng như là theo dõi về các dự án của Vinosmart City thì anh chị đã từng nghe nói về phân khu The Miami hay còn gọi là phân khu Grand Sapphire nằm trong đại đô thị Vinosmart City. Và phía sau Hòa đây đó chính là cái phần triển khai hai cái tòa nhà mới sắp được chủ đầu tư mở bán ở đây. Và anh chị nhìn thấy có ở trên màn hình thì hiện tại là công trường đang được triển khai rất là tấp nập và nhộn nhịp với rất nhiều cần cẩu, máy xúc. Và như ở trên màn hình thì anh chị có thể thấy là chúng ta ở trên phân khu The Miami thì đã có 3 cái tòa nhà đã được bàn giao cho cư dân. Thứ nhất là tòa GS1 là bên tay trái Hòa đây. Thứ hai là cái tòa ở giữa kia, đó chính là tòa GS2. Và ngoài bên kia là tòa GS3. Và theo cái kế hoạch của chủ đầu tư ấy, thì sẽ mở bán cái tòa GS6, tức là một tòa làm ngang mặt ở đây. Và chúng ta sẽ có một tòa GS5 làm song song với tòa SA1 kia. Và ở đây thì sẽ có thêm hai cái tòa nhà căn hộ mới. Và chắc chắn anh chị đã theo dõi từ giai đoạn trước thì anh chị thấy rằng là cái phân khu Sakura giai đoạn vừa qua, khi mà cái phân khu này có mức giá dao động từ khoảng 53 cho đến 60 triệu thì ra đến đâu thì đã hết hàng toàn bộ những cái căn ở đó. Và khi mà cái phân khu GS này hay là phân khu The Miami này ra hàng thì chắc chắn sẽ là cái phương án để giải quyết cái nhu cầu rất là cao trong giai đoạn vừa qua của quý anh chị đang tìm hiểu mua nhà cũng như là đầu tư căn hộ chung cư. Và anh chị có thể thấy là ở cái phân khu The Miami này thì nó được lấy ý tưởng theo cái tên gọi của nó là một cái thành phố ở Florida, đúng không ạ, Mỹ. Và như anh chị biết là có rất nhiều cái bộ phim nói về cái thành phố biển vô cùng xinh đẹp này, với rất là nhiều những cái hình ảnh bờ biển cát trắng và những cô gái, những chàng trai rất là tươi trẻ, đúng không anh chị. Thì với cái phong cách là Miami thì chủ đầu tư cũng muốn đưa vào cái dự án này những cái gì đó mang tính chất là năng động, thể thao và đầy cái sự năng lượng. Và anh chị có thể thấy là ở giữa cái phần tiện ích nội khu ở đây thì sau này sẽ được làm một phần bể bơi rất là lớn ở trung tâm này. Và Hòa tin rằng là những cư dân hiện tại đang ở tại các tòa nhà như là GS3, GS2 và GS1 thì rất mong chờ cái điều này. Khi mà anh chị biết là rằng là khi trước đây thì có một cái tuyến đường dây cao thế nó chạy ngang qua dự án, chính vì thế mà chủ đầu tư họ không thể triển khai cái dự án được. Và sau khi mà hạ ngầm thì bây giờ họ đang tiến hành triển khai cái phần tiện ích cũng như là cái phần các tòa nhà để mà có thể hoàn thiện tiện ích cho cư dân, liền cái tầng hầm này để mà đáp ứng cái nhu cầu bãi đỗ xe cho cư dân nữa. Đối với cái tòa GS6 mà sắp được mở bán ở đây thì cũng sẽ tương tự như các tòa căn hộ khác, là nó sẽ được xây khoảng 38 tầng với một tầng hầm với một tầng căn hộ, một tầng hầm đối liên thông. Và ở đây thì anh chị có thể thấy là ở dưới tầng 1 thì đối với phân khu GS sẽ là giống như các cái phân khu khác, là sẽ có phần shop house. Và đến từ tầng 2 trở lên là tầng căn hộ. Và ở tầng 20 thì sẽ có một cái phần tầng gồm có căn hộ và các cái khoang lánh nạn để mà đáp ứng cư dân. Đối với các cái phần căn hộ ở đây thì đối với các tòa GS6 và GS5 sắp tới thì nó sẽ được thiết kế theo hình chữ Z. Và căn hộ ở đây thì nó sẽ có những căn hộ từ studio cho đến căn hộ 3 phòng ngủ, anh chị. Có diện tích dao động từ khoảng từ 28m² cho đến khoảng tầm 80m², anh chị nhá. Và hiện tại thì chủ đầu tư cũng đã tiến hành cho khách hàng có thể là đặt booking để có thể đặt chỗ mua căn hộ tại thời điểm hiện tại rồi, anh chị ạ. Và anh chị có nhìn thấy bối cảnh ở bên này thì anh chị có thể thấy rằng là cái phần vỉa hè ở bên này thì toàn bộ ở đây đã làm xong cái phần hạ tầng đi đường đi lại rồi. Đó, rất là xong xuôi rồi. Và khi mà xong cái tòa nhà này thì Hòa tin chắc rằng là toàn bộ hạ tầng ở đây nó đã được hoàn thiện hết. Và cư dân sẽ đi về ở một cách anh chị sẽ rất là thuận tiện cho cái việc ở thôi. Và để mà chia sẻ thêm với anh chị về cái vị trí của phân khu The Miami, thì đối với phân khu The Miami thì anh chị có thể thấy là ở đây là cái bùng binh này, anh chị này. Cái bùng binh này là cái bùng binh kết nối giữa khu đô thị Glesimco và Vinhome Smart City. Từ cái lối này thì anh chị có thể đi ra cái đường Lê Trọng Tấn hay còn gọi là vành đai 3.5. Anh chị có thể đi vào khu đô thị Vinhome Thăng Long
anh chị có thể đi vào khu đô thị Lam An Khánh rất là thuận tiện, đúng không anh chị? Còn phía bên tay phải này của chúng ta thì anh chị sẽ đi vào đi sang bên phần bên kia của Vinhome Smart City để anh chị có thể đi sang khu bệnh viện Vinmec, khu trung tâm thương mại và một số cái phân khu bên kia. Cái lối thẳng này đây, đó chính là cái vị trí anh chị sẽ đi thẳng ra, đó chính là đường Đại lộ Thăng Long. Đại lộ Thăng Long. Và cái lối này chính là lối vào của dự án. Thì anh chị có thể thấy là phân khu Tamami nó nằm ở ngã tư. Nó ngã tư giao điểm của cái trục ngã tư này. Nên là về cái giao thông đi lại nó sẽ rất là thuận tiện. Và anh chị có thể thấy các cái phần ở bên này, đúng không ạ? Các cái phần bên này đều là những cái phần tiện ích, gồm có trường học, có một phần bãi đỗ xe ở đây. Và bên kia cũng sẽ có là khu trường học anh chị này. Ở bên kia chỗ vùng Vinh kia đang được chủ đầu tư quây tôn lại và căng bạt và đang xây trường học. Ở đây thì sẽ có cả trường công và trường của Vinschool luôn. Tức là anh chị cái nhu cầu về đi học tập ở đây thì cũng sẽ rất là thuận tiện. Đối với phân khu tầm Miami thì theo như những cái thông tin mà Hòa nhận được thì cái giá bán của nó cũng sẽ đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng tầm cũng giống với cái phân khu SA1. Giá bán nó cũng sẽ dự kiến nó sẽ rơi vào khoảng tầm 50 cho đến 60 triệu mét. Và nếu như anh chị đang muốn đi tìm một dự án có cái mức giá phù hợp, chia sẻ với anh chị là phù hợp trong giai đoạn này và có tiến độ thanh toán tốt thì tầm Miami phân khu này đó chính là một cái lựa chọn tốt cho anh chị trong cái giai đoạn mà các cái dự án ở trong Hà Nội thì không có nguồn cung, cũng như là cái giá bán của các phân khu khác thì như là chia sẻ với anh chị ở một số video khác thì là giá nó sẽ cao hơn và nó sẽ phù hợp với những cái người anh chị có cái ngân sách thấp hơn. Đấy chính là những cái thông tin đầu tiên mà nhà tốt muốn gửi tới anh chị về phân khu tầm Miami đang được triển khai và sắp được mở bán. Và nếu như anh chị muốn tìm hiểu thêm kỹ hơn về thông tin thì hãy liên hệ với nhà tốt qua số hotline bên dưới màn hình cũng như đường link ở dưới phần mô tả của video này. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.